Hello, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Tường Vũ Channel. Tối ngày hôm nay mình sẽ mời các bạn cùng đi lang thang dạo một vòng tại trung tâm thành phố Đà Lạt mộng mơ. Hiện nay mình đang đứng tại vòng xoay cổng chính ở khu vực Hồ Xuân Hương và chợ đêm Đà Lạt. Và hiện tại mình đang di chuyển về giữa vòng xoay. Đây là trước màn ảnh của các bạn là Hồ Xuân Hương các bạn. Hôm nay là một ngày của tháng 5 năm 2021. Có thể nói thành phố Đà Lạt trong những ngày gần đây thì như các bạn biết thì cũng có một ca dương tính Covid đã đi du lịch ở một số điểm trong thành phố Đà Lạt. Chính vì thế cho nên là chính quyền của thành phố cũng như là các cơ quan ban ngành cũng đã cùng với người dân thành phố Đà Lạt nêu cao tinh thần phòng chống dịch Covid-19, tránh lây lan ra cộng đồng. Cho nên là một số dịch vụ vui chơi giải trí, các nơi công cộng tập trung đông người cũng đã được hạn chế lại. Hôm nay Tường Vũ Channel sẽ chia sẻ một số hình ảnh thông tin thành phố Đà Lạt. Mời các bạn chúng ta sẽ đi dạo một vòng ở bên khu vực chợ đêm để xem thử là chợ đêm ngày hôm nay như thế nào. Và hiện tại mình đứng thấy ở trước màn ảnh của các bạn là cái cổng chợ đêm, mình thấy hình như là cũng không có đông người lắm các bạn, hình như là cũng đã cấm chợ đêm rồi, cho nên là không thấy người ta buôn bán hay là ăn uống gì ở cái khu vực chợ đêm này. Thì như vậy mình sẽ mời các bạn đi dạo một vòng nhé. Có thể nói dịch Covid-19 hiện nay đã lan tỏa trong nhiều tỉnh thành của Việt Nam chúng ta một cách rất là nghiêm trọng. Trước mặt của các bạn là quán cà phê Nhật Nguyên. Ở đây có thể nói là trung tâm thành phố Đà Lạt. Thì mình sẽ di chuyển qua đây ha. Phố Đà Lạt mộng mơ, quá mộng mơ luôn các bạn. Đây là Hồ Xuân Hương này. Một khung cảnh rất là yên ả các bạn. Đà Lạt trong những ngày gần đây thì thời tiết cũng không có lạnh các bạn.
thấy cái thời tiết hiện nay là 8 giờ tối nhưng mà chỉ hơi mát thôi chứ không có thấy lạnh, nhiệt độ chắc phải trên 20 độ C. Hiện tại mình đang đứng ở đường Trần Quốc Toản và Lê Thị Hồng Gấm ha. Tám giờ tối mà trời không có lạnh gì các bạn ơi. Đây có Lotte, Lotte Ria đây mà. Thành phố Đà Lạt trong những ngày Covid thật là một không khí trái ngược với hôm lễ ngày 30 tháng 4 và ngày 1 tháng 5. Đây là cổng chính đi vào chợ đêm các bạn. Đây mình thấy có những cái chiếc xe nhỏ nhỏ này để chở khách đi vào Hồ Xuân Hương nè. Chắc ngày mai mình sẽ trải nghiệm cái dòng xe này để chia sẻ đến cho các bạn xem ha. Taxi nội ô thành phố nè, gọi là taxi City Tour ha. City Tour thì đây chợ đêm Đà Lạt. Chưa bao giờ mình thấy một cái không khí chợ đêm Đà Lạt như như ngày hôm nay các bạn. Đây có cái cổng chợ đêm Đà Lạt mà. Chợ đêm Đà Lạt vào mùa hè, tất cả dịch vụ mua bán ăn uống chợ đêm đều tạm dừng hoạt động các bạn, nhằm ngăn ngừa sự lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Đó cũng là biện pháp rất là cần thiết trong thời điểm này đối với các cơ quan chức năng cũng như là toàn thể người dân của chúng ta. Lang thang chợ đêm không thấy bán gì hết. Thấy chỉ có mấy chiếc xe taxi đậu thôi chứ không thấy gì hết các bạn. Đây có cái bảng thông báo nè. Làng farm đặc sản Đà Lạt. Làng farm đặc sản Đà Lạt các bạn. Hy vọng
tình hình Covid-19 ở trong nước Việt Nam của chúng ta sẽ được khắc phục và hạn chế tối đa sự lây nhiễm ra cộng đồng. Để cuộc sống của mọi người chúng ta được trở lại bình thường các bạn. Có thể nói là một cái khung cảnh khá là buồn. Đây là đường Nguyễn Thị Minh Khai các bạn. Trước màn ảnh của các bạn là chợ Đà Lạt. Chợ Đà Lạt cũng im lìm. Tối im lìm các bạn. Chỉ có mấy cửa hàng bán đồ đặc sản, chứ còn không thấy gì hết. Nó trước màn ảnh của các bạn là chợ đêm Đà Lạt. Và đây là trục chợ chính các bạn. Chợ chính của Đà Lạt đây. Đây là vòng xoay trước. Đây là vòng xoay trước chợ Đà Lạt các bạn. Quá thời gian các bạn ạ. Các bạn nhìn đây, các bạn không nghĩ rằng đây là chợ đêm Đà Lạt, khu vực trung tâm mà thu hút rất là nhiều khách du lịch đến đây để mà vui chơi, giải trí, ăn uống ở khu vực này các bạn. Mỗi khi là mình nhớ cái cầu thang này nè, là có thể nói là nó dày người ngồi luôn, không có chỗ nào cho các bạn ngồi đâu. Nhưng mà hôm nay các bạn thấy không? Từng bậc cầu thang này không có một người nào. Chỉ có một vài khách du lịch vãng lai thôi. Đóng cửa hết. Đây là đường Nguyễn Chí Thanh. Đường Nguyễn Chí Thanh cũng rất là vắng ha.
Nếu mà các bạn nhìn con đường này và lượng người lưu thông trên đường thì các bạn không nghĩ là đây là khu vực trung tâm thành phố Đà Lạt, khu vực chợ đêm thành phố Đà Lạt. Ở đây rất là nhiều khách sạn, từ lớn tới nhỏ, từ 1 sao cho tới 2, 3 sao đều ở trên con đường Nguyễn Chí Thanh ha. Cà phê Gia Nguyễn này rất là đẹp. Khách sạn Minh Châu. Rồi khách sạn Tulips. Tulips Hotel. Khách sạn Bình An, rất là nhiều khách sạn. Đà Lạt bây giờ nó không giống như hồi xưa các bạn. Hồi xưa thì Đà Lạt nó rất là lạnh, nhưng mà bây giờ thì mình thấy gần 9 giờ đêm nhưng mà không thấy một chút lạnh gì cả các bạn ơi. Đây có quán cà phê Lens Coffee and Restaurant. Khách thì cũng không có đông mấy đâu, chỉ có một vài khách ngồi thôi chứ còn không thấy đông. Quán này nhìn bên ngoài thiết kế cũng khá là đẹp các bạn. Đà Lạt có thể nói là một thành phố, một trong những thành phố mà thu hút một lượng khách du lịch rất lớn đến đây vào những dịp lễ cũng như là mùa hè, dịp Tết. Có thể nói là hàng ngàn lượt khách đổ về thành phố Đà Lạt để nghỉ dưỡng cũng như là du lịch khám phá thành phố mộng mơ. Vì Đà Lạt thì một cái không khí rất là trong lành và rất là mát. Đặc biệt người dân thành phố Hồ Chí Minh thì rất là thích đến thành phố Đà Lạt. Làng Farm Đà Lạt Festival Town thiết kế rất là đẹp, đèn lung linh sang trọng, rất là đẹp các bạn. Nhưng lượng khách thì không có do dịch bệnh. Đây có quán cà phê Lens, địa chỉ số 3, số 5, số 7 Nguyễn Chí Thanh. Nhìn cũng đẹp lắm các bạn ha. Nhưng mà sao vắng vậy?
Đường phố rất là đẹp các bạn. Rồi đến đây Tường Vũ Channel xin tạm dừng cái video ngày hôm nay. Và cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.